Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 19 tháng 4 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.776 đô la Mỹ trên một ounce, tăng nhẹ 1 đô la Mỹ so với dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Giá vàng vừa kết thúc tuần tăng thứ hai liên tiếp và khởi đầu quý 2 tích cực trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu hơn, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm dần, trong khi Trung Quốc lại đang tăng cường nhập khẩu kim loại quý này. Tâm lý tăng giá của các nhà phân tích đang rất tích cực sau khi giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1.765 đô la Mỹ trên một ounce và hiện đang giữ ở mức cao nhất trong 2 tháng qua. Theo đánh giá, nếu áp lực lạm phát tiếp tục tăng, giá vàng có thể được đẩy lên mốc là 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước phiên giao dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email 30tapa.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!